xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tải Google Chrome về máy tính trên Windows 11 để tải trên diệt Google Chrome về máy tính á thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây đối với máy tính mà mới cài win á thì chúng ta chỉ có mỗi trên việc đó là Microsoft Edge thì chúng ta có thể là sử dụng trình duyệt Microsoft Edge để chúng ta tải trên diệt Google Chrome về và chúng ta cài đặt còn đối với máy tính của bạn á mà có các trình duyệt khác ví dụ như là Cốc Cốc hoặc là Firefox thì bạn có thể là sử dụng hai trình duyệt này để tải về nha thì cách thức á nó cũng giống như là trình duyệt Microsoft Edge thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng trình duyệt Microsoft Edge để chúng ta tiến hành là tải Chrome về máy tính và cài đặt rồi bây giờ tôi sẽ mở trình duyệt Microsoft Edge lên rồi tiếp theo ở đây tôi sẽ truy cập vào web cái địa chỉ là google.com đó các bạn chúng ta sẽ truy cập vào trang là google.com bấm enter thì lúc này á Nó sẽ vào Google Sau đó ở đây Tôi sẽ vào ô tìm kiếm Và nhập từ khóa là Google Chrome Đó Các bạn chúng ta sẽ nhập từ khóa là Google Chrome Và ô tìm kiếm của Google Và bấm Enter Rồi ở đây á Các bạn kéo xuống Tới cái trang là Google.com Nó xuất hiện dòng tiêu đề là Trình duyệt web Google Chrome này Các bạn chọn vào sau đó ở đây, nó sẽ xuất hiện cái dòng là tải Chrome xuống này thì các bạn bấm vào Đó, nó đang tải trên gì của Chrome về này rồi bây giờ tôi sẽ bấm vào để tôi mở file lên chọn vào Z thì lúc này á quá trình tải về á nó đang diễn ra và lưu ý nha máy tính của bạn á nó phải kết nối internet thì nó mới tải được nha đó, chúng ta đợi khoảng vài giây để cho nó tải về hàng tất. Rồi đã tải xong. Tiếp theo nó sẽ tiến hành là cài đặt. Đó, như vậy là nó đã cài đặt thành công. Sau khi cài đặt thành công á, nó sẽ tiến hành là mở trên gì của Chrome lên luôn đó, bạn thấy không bây giờ tôi sẽ ra màn hình desktop của máy tính này đó lúc này á nó sẽ xuất hiện trên gì của Chrome bây giờ tôi mở trên gì của Chrome lên này đó còn đối với các trình gì khác á các bạn chúng ta cũng làm tương tự nha Firefox này các bạn cũng vào Google sau đó các bạn chúng ta sẽ gõ là Google Chrome chọn vào đây các bạn cũng bấm vào tải Chrome xuống này, đó nó hỏi các bạn lưu ở đâu, ở đây tôi sẽ lưu ở máy hàng desktop này, lưu. Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ nhấn đúp chuột vào Chrome để chúng ta cài đặt, thì các bước á nó cũng tương tự như là Microsoft Edge nha. Đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách tải Google Chrome và cài đặt Google Chrome cho máy tính trên Windows 11. Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.